gần tới dốc cầu cái đường này chưa? Dạ. Bỏ qua luôn, qua luôn. Qua luôn anh. Ô trời ơi. Hôm nay nó không biết làm bao nhiêu tiền mới đủ chị sống lại rồi, có làm nhiêu cũng được, không ai tin là sống á, nghĩ là mất không. Cảm ơn anh Duy Thái và chị Thu Hà. Ừ. Để giúp em từ hôm nay nơi tới lui vậy nung cực lắm á. Vừa mừng mà vừa tới lui. Hiện tại mình thu xếp qua nhà của em Nhân hả chị ha? Em Nhân là chết đi sống lại. Hôm nay chắc tối rồi. Nhờ em cứu em Nhân á. Nhờ Mạnh Thường Quân cứu em Nhân mà dạ. Nhờ em Nhân sống lại cho em. Xe quá trời. Đáng lẽ là Phong cũng đi mà giác sáng đâu bà cô bác. Nhưng mà đang chờ em gái công nhân đi làm tới tối mới về được. Mà công ty là xin nghỉ, mà công ty nói là hôm bữa giờ nghỉ nhiều quá, nếu mà nghỉ nữa thì công ty đuổi luôn. Nên là bữa nay là Phong cũng có cái phần quà của anh Duy Thái, chị Thu Hà, anh Mỹ á. À, thấy em trai này mà từ cái một người mà gần như là chết rồi mà bây giờ là sống lại với gia đình cũng có nghị lực biết đi làm hả chị? Nói chung là nhà đó giờ cũng đi làm á. Thôi thì trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với mấy anh chị em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân, quý khán giả đang xem chương trình luôn. Chị cũng cảm ơn bà cô bác vừa qua đã giúp đỡ cho em Nhân á, để em Nhân có số tiền để đi khám bệnh em. Dạ dạ. Chị cảm ơn rất nhiều. Em gái đó mà làm tính ra là bây giờ 7 giờ mấy mà cũng mai là xin về sớm á. Chứ bình thường là hồi sáng nói là đâu khoảng cũng gần 9 giờ mới về tới nhà hả chị? Thẳng ngoài kia luôn hả chị? Kéo xuống. Quẹo đây hả? Như sao em quên rồi. À đây cũng chứ cũng là xa. Đây số 5 số cây gì lớn á. À 5 số cây á. À, chị đoán vậy chứ không biết bao nhiêu cây đó. Nhưng mà sợ chị á. Mình xuống nhà em Nhân á, Nhân là sắp giống như là chờ chết đó em. Dạ. Ờ, nằm chờ chết mà nhờ Mạnh Thường Quân nhờ em quay lên cái clip á, Mạnh Thường Quân biết được để giúp cho em Nhân á. Cậu là cậu đó gì? Quẹo hình như quẹo trái hả chị? Quẹo trái hả? Cục xèo quá trời hả? Không mấy khu quẹo người ta chạy nhanh dữ.
đây mới có 7 giờ mấy mà vắng quá hả chị? Đường vắng quá. Gấp nhà em. Mà con gái con lúa mà mới hai mấy tuổi mà về mà nửa đêm cũng nguy hiểm chị. Đường này thưa nhà nha. Dạ. Nghèo thì chịu khó phải làm chứ giờ sao dạ. Giờ? Cuộc sống bắt buộc phải vậy. Dạ. Nghe đây em. Chưa. À, đang quay chưa xong nữa. Hello em. Chưa nữa hả? Về tối vậy. À, đang chờ con bé. Chờ con bé đi làm về nên nó hơi lâu, con bé nó mới về. À, chị à. Chào em. Đi quay đi. À, vậy thôi. Chị chào em nha. Trời ơi, không nghe. Quá là sức kỳ cầu. Đây, đây, đây. Đấy không? Đó. Không chị? Ờ, đúng à. Qua, qua luôn, qua luôn. Quá luôn. Thấy rõ không con? Thôi, thẳng nó luôn, thẳng nó luôn. Ú, trời ơi. Đu, 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 đu. Đu chạy, trời ơi. Hết luôn. Trời ơi, đó đi. Chừng nào xuống đi con. Khoan, cậu đứng phải nói luôn. Trời ơi, nãy tưởng là ve đó. Trời ơi, ông nội ơi, cũng thoát tim luôn á. Cậu đã ve xuống là chết luôn, chứ sống nổi. Trời ơi, lên cây cầu cũng rụng tim luôn. Tưởng đâu anh chống anh ve lại chứ. Bé về chưa cô? Dạ. Trời ơi, phải đi làm hôm nay nghỉ nhiều quá, vệ sinh cũng khó. Dạ. Mượn mít đi. Dạ. Ông đèn lát lên cho nó sáng sáng nào. Rồi. Thôi mình vô bên trong luôn. Ờ, có đèn hên quá. Rồi thôi mình vô bên trong luôn. Rồi. Đi qua cảm ơn Quân nha. Chào em. Rồi. Đợi hồi sáng giờ. À, tắt tắt máy chút xíu. À, mở kinh cho em Nhân nghe. À, này bọn áo thun ba lỗ ngon lành quá nè. Chút xíu này. Này. Tính ra em nói về hồi sáng ha cô. À, bây giờ chừng nào mới xuống bệnh viện nữa cô? Thứ hai. Ừ, thứ hai. Thứ hai xuống. Thứ hai xuống nữa. Ừ. Ừ. Em gái tên gì anh quên rồi, xích qua đây đây. Dạ, em Quanh. À, em Quanh ha. Dạ. Ừ. Xin phép em ha. Thì sáng giờ tưởng đâu em nó xin công ty về dễ. Nên là Phong cũng nôn nóng rồi chạy xuống đây. Thì sáng giờ cũng nằm ngay nhà chị Kim Cương đợi đáng lẽ ra là tới gần 9 giờ em mới về. Nhưng mà cũng xin về sớm một chút, là mấy bảy mấy ha. Dạ. À, công ty nói nghỉ hoài đuổi hả? Dạ, đang giảm biên chế hết hạn. Giảm biên chế hả? Dạ. Ừ. Thôi cũng thấy em lo làm rồi cũng cố gắng. Dạ. Chứ giờ hãy có em đâu. Một cái xích qua đây nè, em xích qua bên cạnh anh của em nè. Tại đáng lẽ là Phong ghi hình là có em Nhân thôi cũng được. Một cái em trai mà chết đi sống lại thì cái hoàn cảnh, nhưng mà có em gái ở đây nó săn sóc lo lắng cho người anh, nên là Phong muốn có hình ảnh của em để ông bà cô chú anh chị xem cũng thương em và giúp đỡ cho em nhiều hơn. Ừ. Nãy thấy cầm tô cơm hay gì á? Dạ, mới ăn cơm. Ừ. Đang về cầm tô cơm mà đòn lật đật đi vô đó hả? Dạ. Ừ. Anh em sức khỏe sao? Dạ, nay đỡ khỏe. Khỏe. Dạ. Ừ, thấy nó về nó chạy tốc hành luôn, nó cũng còn thở nhiều đâu mà.
ở đây ai cũng đang thở rất là nhiều. Nay là làm phiền chị Kim Cương dữ lắm luôn nha. Có gì đâu em. Dạ. Em làm tính ra tháng bao nhiêu? Dạ, em làm tháng 7 triệu mấy. Ừ, 7 triệu mấy là tăng ca xuyên suốt vậy đó hả? Dạ, đó là về thứ bảy là không có tăng ca, là lực của bên công ty rồi. Tăng ca tới 8 giờ mấy, 7 giờ rưỡi có. Rồi chào chủ nhật rồi hơn tiền đó. Rồi anh đi xuống tối quá có phiền gia đình không? Dạ không, anh xuống em mừng. Rồi em bữa nay về có làm gì kiếm tiền được chưa? Dạ em chưa đi làm được. Chứ đi làm được là anh mới sợ em đó. Cầm đi. Hôm bữa tưởng đâu là trên chiếc giường này nè, tưởng đâu là như là tẩn liệm em vậy. Nhưng mà không biết may mắn sao, chắc nhờ cô bác xem chương trình cũng cầu nguyện niệm Phật cho em đó. Dạ. Anh em cũng thoát chết ha. Dạ. Lúc đó em có em nằm vậy em có thấy gì không? Có thấy mình đi tới nơi nào không? Em không nhớ. Không nhớ luôn hả? Ừ. Tới ngày mà em mở mắt em biết á, là mẹ nói nằm bệnh viện là 2 tháng mấy rồi. Ừ. Là lúc đó mới biết á. Khoảng thời gian là em nằm ở nhà là cũng biết bao lâu rồi. Xong rồi từ cái lúc mà anh đăng tải vô á, lên á thì cũng 2 tháng mấy ở bệnh viện. Thì 2 tháng mấy đó là lúc mà mẹ em liên lạc với anh á. Thì anh tưởng đâu chắc là báo em mất. Nhưng mà lúc đó thì anh thấy hình ảnh của em thì em khỏe mạnh mà lại ăn cơm nước rồi nữa. Anh cũng thật sự là rất là mừng luôn á. Dạ. Ngày cái đoạn clip đó anh quay cũng ít ngày trước rồi, nhưng mà 2-3 ngày trước anh có đăng tải lên á, thì anh của anh là anh Di Thái, chị Thu Hà, anh Mỹ cũng có thương em á. Nên chính như vậy mà bữa nay anh tranh thủ đi xuống. Tại vì cái món quà của những người anh chị á, là muốn cho gia đình em là có chút tình yêu thương với sự phấn đấu gia đình mình. Nhất là em đã giật lại cái sự sống ha. Rồi sao em? Muốn nói gì với cô bác không? Với người anh của cha anh Di Thái, chị Thu Hà đó. Em không biết nói gì hết, nghe mẹ. Nhìn đám ảnh kìa. Nghe mẹ gọi nói anh Phong lên mừng à, chứ không biết nói gì. Mừng hả? Dạ. Ừ. Thì mừng thiệt, nhưng mà muốn về lắm á. Sáng giờ nói là muốn về lắm. Thu xếp lên xin giám đốc rồi với ban quản lý rồi dữ lắm luôn. Nhưng mà công ty mà hôm nay bữa giờ em nghỉ nhiều đúng không? Dạ. Em nghĩ lúc làm cái tờ giấy cho anh là hưởng bảo hiểm 100% đó. Ừ. Cứ xả nó lên xuống rồi mình nửa buổi hoài. Rồi lúc thời gian này là đang giảm biên chế, cái nó canh ai mà nghỉ hay là không tăng ca rồi á, cái nó kiếm chuyện đó để cho thôi việc. Nó không ký hợp đồng tiếp cho nên em sợ. Ừ, cũng sợ ha. Dạ. Thôi thì mình cũng cố gắng thôi. Dạ. Chứ anh thì sao cũng được hết trơn á. Tự nhiên mà bây giờ đi xuống lỡ công việc em nó mất rồi anh cũng đâu có vui được. Dạ. Với anh chị của anh cũng đâu có vui được. Dạ. Ừ. Anh Phong tới em mừng lắm. Đói bụng lắm anh, sao nghe bụng kêu ọt ẹt dữ vậy? Em mới về. Mới ăn về. Còn dở tô cơm. Đâu tô cơm bỏ đâu rồi? Dạ dưới. Quả dưới hả? Bà con cô bác giúp đỡ cho em Nhân, thấy em Nhân đang khỏe chị mừng rồi. Mình giữ thiệt á. Em biết chị này là ai không? Dạ. Ừ. À, biết ai không? Không, nghe mẹ nói với em bữa thấy tình điện hội chứ. Nãy giờ em gái nó lo cho em mà giờ nó chưa lấy chồng luôn đó. Ừ. Thì sao? Thì nếu em có lấy chồng á thì em lo. Gì em lấy chồng hả? Chuyện em gái của em á. À, tưởng đâu em nói em lấy chồng. Có lấy chồng thì em lo. À. Em đi mặn, em sẽ cố gắng làm để lo cho em. Nè, mít sát sát lên cho ông bà nghe cái nghị lực của em. Nhìn lên máy ảnh kìa. Thì sao? Mốt là lo kiếm tiền cho em đi lấy chồng hả? Dạ, em phải là em sẽ cố gắng làm để kiếm tiền lo lại cho em chứ. Ừ. Bữa vô thấy thương lắm rồi, lau chùi cho người anh từ trên xuống dưới. Rồi tiêu tiểu cũng em gái nó cũng lo. Dạ. Trong nhà có 2 anh em thôi chứ có ai đâu. Thì có vợ nhưng mà khó khăn là vợ em cũng bỏ ha. Dạ. Rồi đứa con em đâu?
Con không về ngoài. Bữa cho con em qua thăm em không? Nên bữa nằm viện nay không có qua. Nằm viện tới nay không qua ha. Dạ. Nghe nói là nguyên khu xóm này ai cũng nghe cũng hốt hoảng hả? Dạ. Tưởng đâu là xong rồi mà uống sao mà khỏe mạnh ai cũng không ngờ đúng không chị? Ừ, thiệt rồi. Lúc nằm là thấy là giống như là nằm chờ đó, chờ ngày đó. Nhưng mà hiện giờ thấy như vậy là quá mừng rồi. Nhưng mà thấy có mấy hợp thánh sống chắc có thể cứu nhân á. Thấy ông bà cô bác cứu nhân thấy cũng giúp đỡ thì không có gì hơn thì để giúp cho nhân thì cũng cảm ơn bà cô bác anh chị em vừa qua đã giúp đỡ cho nhân, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ không biết nói gì nữa. Này thấy gì nhân khỏe gì là rất mừng. Chứ hôm đó là thấy nhân nằm vậy là cũng tưởng đâu là không qua khỏi. Thôi là giây phút tận liệm cũng có anh đứng trong đó đó. Không, cái này tại vì cái câu chuyện đã gần như em nó khỏe rồi. Đúng rồi. Gia đình nói những cái cảm xúc lúc này để em nhân cũng thoải mái. Dạ. Cũng hiểu được cái lúc mà cô bác, nhưng mà cô bác Mạnh Thường Quân cũng thương, lo lắng cho em. Dạ. Em với gia đình của em thì em mới sống như ngày hôm nay ha. Dạ. Nhất là người em gái của em đó. Ừ, với cô hai nè. Cô hai em bữa cũng khóc quá trời nè. Hôm nọ thì thấy cháu Nhân, người ta báo cáo thì ở đây thì anh Ba Chấm với chị Kim Cương với cô hai cũng đến thăm cháu. Thấy cháu cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà cầu cứu cho anh Phong em lên là kịp thời để cứu em này, em cũng được khỏe mạnh. Từ đây xuống đây thăm em cũng được, chúc em cũng được từ đây sắp đến cũng vượt qua cơn nguy kịch rồi. Thì được dồi dào sức khỏe nha em nhân. Dạ. Rồi em thấy em Phật sống còn cứu giúp cho nhân á. Phật sống đi nè. Thấy không? Ông Phật sống đang bình bỉnh. Ở đây rồi. Sao cô sao mà bình tĩnh vậy? Thì nhân nếu mà không có chú Phong với không có bà cô chú với anh chị em ở trong nước và ngoài nước thì giúp cho nhân thì ngày hôm nay chắc nhân cũng mất lâu rồi. Dạ không biết nói gì hơn thì rất cảm ơn rất nhiều chú và cô chú với anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp có nhân có số tiền để trị bệnh cho nên ngày hôm nay nhân được sống thì xin thành thật cảm ơn. Thì Phong cũng chia sẻ đây đáng lẽ là một cái gia đình mà cuộc sống là cũng ổn định tại vì có hai người con mà ông bà cô bác thì vợ chồng của cô ở đây thì đã mất từ sớm rồi. Trong gia đình còn hai anh em thì có thể là kiếm đồng tiền lo cuộc sống được, nhưng mà sức khỏe của em nó gần như là cạn kiệt, người bệnh là gần như là chết luôn. Thì bởi vậy là mới cầu cứu Thế Mạnh Thường Quân. Thì căn nhà ở đây là cũng bên chùa, người ta thương người ta cất ông bà cô bác. Thì với hình ảnh mà nãy anh nói thiệt với em á, cái lúc mà em gia cao mà cái khoảng thời gian mà em chạy từ công ty về nhà anh thấy hình như là cũng một tiếng mấy rồi đó. Sao mà làm xa dữ vậy em? Dạ tại làm hồi rất hồi nhỏ xuống dưới là ở dưới bên nội rồi giờ cũng làm ở dưới cho nên không có đi xa giống như về quê, lâu lâu em mới về. Anh thấy là phải nói là cái đoạn đường đi mà em ngày nào cũng tăng ca, thì cái đoạn đường nó rất là vắng luôn, thì lùm bụi cây cỏ nhà cửa cũng ít đó. Anh nói thiệt là nếu mà đánh suy nghĩ là một cái người thân hoặc là một em gái của anh thì anh lo lắng những cái lúc mà em đi làm về hoặc là đi khuya về đó, thật sự là rất là lo luôn á. Em có lo sợ điều đó không? Dạ đi với quen rồi. Không có quen lo thôi. Dạ. Nhưng mà gần như là em gái ở đây á, em tên gì anh quên nữa rồi. Em cứ Quanh. Em Quanh á, là đi làm biết bao nhiêu lâu rồi, tiền bạc là cũng gom góp và dành dụm cũng lo cho người anh hết trơn. Nhưng mà ngày nay tới ngày hôm nay á thì cũng được đền đáp ha. Còn sống là đàn đáp mà. Còn sống dạ. Sao em nhân? Hả? Dạ. Em thấy em gái đi làm khuya, thức khuya dậy sớm rồi đi làm về trễ vậy đó, em thấy sao? Em thấy thương em lắm. Nhưng mà em của em á, giờ nó không biết nói gì, nó xích lại. Cứ về cái giờ nó khóc hoài à. Chắc xác lại em với anh đi cho nó thân mật, anh em trong nhà mà chứ có gì đâu xa lạ. Rồi thôi, thấy nhân nó nhìn em nó mà thấy thương quá.
Hồi hôm bữa giờ cũng mở máy kinh để nghe Phật hàng ngày đó hả? Dạ. Ừ. Hôm nay hình như anh thấy cũng mập lên chút rồi đó. Này mập rồi chứ. À, mập rồi chứ hả? Ừ. Nên anh xuống rồi có làm phiền em không? Không, anh xuống rồi nói chung là tiếng nói của anh là em mừng à. Ừ, nghe tiếng anh là em mừng hả? Dạ. Ừ. Và để được nghe tiếng Mạnh Thường Quân em mừng hơn nữa. Dạ. Ừ. Bữa nay chắc hồi tối hôm qua là một người anh của anh á, là anh Di Thái, chị Thu Hà, anh Mỹ á, là nói là thương em là gửi chút quà đó. Dạ. Nghe là anh mừng dữ lắm luôn á. Mừng giống như là mình được cái gì đó cho bản thân mình. Tại vì không phải riêng là những ông bà cô bác Mạnh Thường Quân kênh của Phong là giúp những hoàn cảnh giống như em Nhân vậy là rất là nhiều. Rồi xây đường, làm nhà, rồi những ca mổ được tiến hành và những hoàn cảnh được sống tới ngày hôm nay cũng nhờ là những cái phước đức của quý Mạnh Thường Quân của kênh Hữu Phong. Thì đây là lại là tiếp tục là một hoàn cảnh em Nhân là tiếp theo nữa. Rồi em có nói gì thêm với cô bác không? Ông bà cô bác không? Dạ em không biết nói gì hơn, em rất là cảm ơn bà cô bác. Nhất là anh ở đây đã, anh đâu có làm gì, đừng có anh đã làm những điều mà cho em hết để em có cuộc sống lại, chứ nếu mà không có anh với bà con cô bác thì giờ em cũng đã mất rồi. Như chị Kim Cương hôm bữa với mấy cô bác ở đây dẫn lại thăm hoàn cảnh của em đó. Dạ. Ừ, con rất là cảm ơn. Đâu có gì đâu em. Em rồi. Nhờ như vậy là chị mừng lắm rồi. Như vậy dạ. Mừng lắm rồi Nhân ơi. Giờ tự vệ sinh ăn uống đồ đi lại đồ được không? Dạ được. Có quét nhà nấu cơm được không? Dạ chưa. Ừ. Thì thôi khỏe mạnh đi mốt lấy vợ đồ. Chịu không? À, cái đó để từ từ chứ giờ em chưa biết được. Nói chứ anh nói cho em vui thôi. Chứ bây giờ một lần đổ vỡ để từ từ. Dạ. Thì lo cho em gái của em để bù đắp lại. Em mốt em đi làm gì được? Em quay lại công việc của em. Phụ hồ hả? Dạ làm hồ. Ừ, đi làm hồ hả? Dạ. Sức khỏe kém thì em cũng nói chung làm hồ anh thấy là cũng hơi nặng đó. Làm được. Ừ. Thì cũng đâu có công việc nào khác em. Dạ. Ừ. Ừ, thôi mốt đi bán cái số chứ làm sao đi làm nổi. Thì cố gắng làm chứ. Thì mình đã có cái mạng sống thì một lần nữa mình cũng dám trân trọng nó. Dạ. Chứ tiền thì từ từ mình kiếm cũng được rồi đúng không em? Dạ. Ừ. Anh này có nói gì với anh em nữa không? Hãy sống là mừng này. Sống là mừng. Dạ không biết nói gì hết trơn. Hấp nữa à? Thôi anh hay vui mà. Dạ. Ừ. Lúc mà anh nghĩ là cái lúc mà đi làm để kiếm đồng tiền mà lo cho anh á, cái cảm giác mà đang lúc mà làm suy nghĩ như người anh chắc nó sẽ như thế nào em? Trời, làm mà lúc mà chưa khỏe, lúc mà còn hôn mê, nó không biết làm bao nhiêu tiền mới đủ chị cho anh hai khỏe lại. Rồi giờ làm mới thấy anh hai khỏe lại rồi mừng, làm gì cũng không biết mệt. Ừ. Dạ, làm cố gắng làm, hay làm giờ anh hai khỏe rồi, giờ khỏe có sức sống lại rồi, có làm gì cũng được, không sao. Ừ. Có lúc trước sợ lắm, nó làm không biết bao nhiêu cho đủ nữa mà chị, không biết cứu được không, không biết có sống được không. Ừ. Dạ, giờ em đỡ lo lắm. Giờ thấy anh hai sống rồi, nói giờ còn sống rồi còn làm được. Giờ em làm cũng lo được. Và mốt anh cũng khỏe, anh chưa đi làm được đó, thì ở nhà mẹ với em cũng làm được. Chỉ còn người còn đó là còn. Em mừng. Ừ. Bên nói là thật sự là khi mà nhìn hoàn cảnh của em ở đây á, là những cái hoàn cảnh mà gặt nghèo thì có thể là người ta là suy nghĩ là còn một giọt nước người ta vẫn tát không bà cô bác. Giống như là em Nhân ở đây thì anh phải nói là nó là một kỳ tích luôn á, gần như là sắp đem đi mà để lo hậu sự mà bây giờ lại khỏe mạnh mà bất ngờ nguyên cả sớm là cả người ta cũng không có tin nữa về đây ai cũng sao em yeah.
không ai tin. Không ai tin là dạ, sống. Không ai tin là sống, nghĩ là mất không. Nói nhiều khi là nói mấy cô chú hương giúp mà không biết sống không. Rồi thấy anh nói là anh hai con nay là đi được rồi, nay Vịnh, lúc đó là Vịnh là đi được rồi, nói có hôn, ta không tin nữa. Ừ. Rồi mình gọi điện thoại cho thấy, rồi ta nói trời mừng quá trời, tưởng đâu là chỉ là đi là chỉ cho có thôi đem về chứ. Mà thật sự là nhờ cô chú giúp tiền mà chị để giờ mạnh khỏe ngồi đây, ai cũng chúc mừng, ai cũng mừng giùm hết, không ai ngờ luôn á, Vinh Phong. Ừ. Rồi bữa nay em Nhân đi những bước chân mạnh mẽ nó để cho ông bà cô bác xem em để như ấy anh. Đây lúc Phong ghi hình là em cũng tay chân co quắp luôn á, là không có cảm giác không biết luôn. Thì đừng nôn nóng nha. Thì nhà cũng thờ cúng là rất là trang nghiêm ông bà cô bác. Thì mấy bữa nay nếu em về mai mốt đi lên bệnh viện nữa cũng chịu khó khoảng thời gian đó mình thắp hương niệm Phật cầu nguyện đó hai em ha. Em nha. Dạ. Ủa chiếc xe này dữ à. Chà. Chiếc xe này em đi làm hả? Xe của anh hai. À, của em trai ở đây. Chiếc xe này em thấy là cũng chở đồ xi măng rồi chắc dữ lắm luôn à. Nè, quay đây nè con. Rồi, dùng dưới đây đây anh quạt cho. Chưa ấy được. Nó nguyện sao em nhìn với con bà, ông bà có bao nhiêu chứ? Có mẹ chứ. Ba này con có mấy cô mấy chú với anh Phong đây tới giúp đỡ cho con. Ba à, hãy xuống nghỉ ngơi nha. Hôm nay thấy khỏe mạnh mừng quá, đi đứng là nhanh nhẹn hơn rất là nhiều á. Đi khỏe à, đi xuống sau nha. Rồi em ngồi đi. Em gái. Thì thôi bữa nay cái cơ duyên lớn nhất mà anh đi xuống đây là của người anh chị của anh là Di Thái, chị Thu Hà, anh Mỹ nãy anh đã nói ha. Đặc rồi trong bệnh viện á, thì chú Nguyễn Thanh Cường cũng tạo cơ hội cho mình ở thêm ở bệnh viện để điều trị. Rồi bữa nay là tình yêu thương của anh với chị của anh thì anh cũng xin phép để trao gia đình ha. Anh chị anh gửi cho em là em Nhân là 10 triệu hai em. Em thấy sao em? Em mừng không? Ừ. Sao khóc? Mừng quá. Sao khóc vậy? Sao em khóc? Em mình khỏe rồi được cô bác thương nữa mà sao em khóc vậy? Em mừng. Khóc. Em ghé qua ngồi cái anh nè. Em mừng sao nói cho anh nghe được không? Dạ em không biết nói gì hơn. Em chứ cũng đâu suy nghĩ là tới ngày hôm nay là được cô bác là giúp thêm cho mình đúng không? Dạ. Thì trong những cái lúc mà em suy ngẫm về những quý Mạnh Thường Quân, à, biết ơn những Mạnh Thường Quân mình đó, thì anh cũng tranh thủ khoảng thời gian đó để anh gửi tiền cho em ha.
xe tải ra đi. Đây là 1 triệu, 2 triệu ha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây là tổng cộng là 10 triệu của anh Duy Thái, chị Thu Hà, anh Mỹ gửi tặng cho em ha. Dạ, em cảm ơn anh Duy Thái và chị Thu Hà đã giúp cho em số tiền để em chữa bệnh. Duy cũng nhờ em là cầu nguyện chờ Phật á, nên là để chạm tới trái tim của những gì Phật sống ha. Hai đứa trong gia đình bây giờ dáng cố gắng để em đã khỏe lại, còn thời gian phải điều trị thêm, thì hai đứa dáng lo cho người mẹ của mình. Mất ba giờ còn mẹ, thì cụ thể là khoảng thời gian mà anh thấy ở đây là hai anh em mà thương nhau vậy là anh mừng lắm. Tại vì bây giờ nhầm khi gia đình người ta có tiền có bạc, nhà cửa đủ thứ hết, nhưng mà tình cảm không có là cũng vô nghĩa thôi em. Nhìn thấy người em gái đó, những cái clip anh đã có quay, em nhìn trên đó giờ thấy người em của mình săn sóc cho mình như thế nào, lau chùi người anh rồi vệ sinh cho mình, thương người lắm mới làm được những điều đó. Hay cả bản thân vợ em đã bỏ em mà, đúng không? Dạ. Rồi em gái cũng nói gì với sao vậy, đang suy nghĩ điều gì vậy? Con xin cảm ơn chú Cường đợt trước đã giúp anh hai con ở thêm ở bệnh viện. Con cảm ơn chú Thái, cô Hà đã giúp cho anh hai con thêm tiền để điều trị thêm. Chú Phong và chú Cường. Con cảm ơn chú Phong đã tới, chú đã tới giúp rồi, giờ chú còn quay lại nữa. Con cảm ơn chú Phong rất nhiều. Con không biết nói gì hết. Không, những cái lời mình thực tình là mình bày tỏ cho cô bác rồi hiểu mình thôi, chứ đâu cần những cái lời nào mà nó ấy đâu. Trời ơi, thương không, nói gì với em đi, đại đi anh về nha, tối rồi đó. Nói gì với em gái của mình không? Với em, từ hôm nay nơi tới lui em nung cực lắm á, vừa mừng mới vừa tới lui. Nói gì cho em đi. Đừng khóc. Bên cửa đây cũng khóc đi. Em quê mấy cô chú trong gia đình. Chào hai. Có hai thấy con vậy cũng mừng lắm chứ nha. Này nha. Chú Phong Nguyễn lên, anh Phong Nguyễn lên tặng cho em một số tiền để tiếp tục để chị Thái, chị Thu Hà. Anh Duy Thái và chị Thu Hà, em cũng thay lời cảm ơn các anh chị đã giúp cho cháu Nhân được vượt qua khỏi cơn nguy kịch này. Em cũng cảm ơn mấy anh với chị tất cả hết. Chị sốc hơn sao dữ vậy? Chị thấy chị xúc động, chị mừng á, thấy bà con của bác giúp đỡ cho em Nhân là chị mừng lắm. Chị cũng thay mặt gia đình cảm ơn anh Duy Thái, chị Thu Hà với bà con cô bác đã vừa qua giúp đỡ cho em Nhân. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc bà con cô bác mạnh thông quân được nhiều sức khỏe dồi dào. Dạ, cảm ơn chị ha. Rồi hai đứa đứng lên luôn đi, rồi anh chào cô bác luôn. Nói chung là chặng đường mà để lo cho em Nhân á, là từ cái clip đầu tiên đã có sự quan tâm của anh Duy Thái, chị Thu Hà rồi, đã gửi tiền rồi. Tính ra là gặp gia đình là ba lần trao quà. Thì lần đầu tiên cũng có những người anh người chị, có chị hai của Phong nữa, cô Huệ Tịnh, chú Thanh Cường, anh Khánh, chị Liễu, nói chung là với chị bé hai, nói chung là rất là nhiều mạnh thường quân đã quan tâm đến em Nhân. Chính vì vậy mà bữa nay xem được cái đoạn clip này, Phong nghĩ là chắc những người ông bà cô chú kênh của Phong á là chắc rất là mừng, tại vì mình đã giang đôi tay để cứu được một cái mạng người. Thì thôi, bữa nay thì Phong Nguyễn cũng không có biết nói gì hơn nữa hết. Thì Phong cũng cầu chúc cho quý mạnh thường quân luôn an lành, hạnh phúc, bình an và sức khỏe dồi dào, và chúc cho em Nhân gia đình là cũng có nhiều sức khỏe mau hồi phục ha, với công việc cũng thuận lợi luôn.
Rồi, thôi mình chào ông bà cô bác đi em. Rồi, chào ông bà cô bác. Rồi, cảm ơn mấy anh chị luôn nha. Cảm ơn cô. Chị cũng